còn con 17 triệu. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay mình lại cập nhật một số lô xe mới về với lại dòng xe nhỏ tiền ha, rỉ tiền mô tô cho anh chị và bạn ha. Đủ tất cả các dòng luôn. Thì anh em chịu khó mình tham khảo hết clip nha. Thì hôm nay về cũng được vài con á, địa chỉ vẫn là 64 Nguyễn Tri Phương, phường khu phố Bình Minh 2, Dị An, thành phố Dị An, Bình Dương á. Đồng hành với thường mình hôm nay thì con Phong hỗ trợ. Xin chào toàn thể anh em nha. Trước tiên thì giới thiệu trước mấy cái con mới về trước. Con này. Rồi đích ép. S thì hôm nay lại về nó này. Chưa rửa, chưa làm gì. Anh ấy cơ giờ quá. Đang bọc keo. Đi được 21.000 23.000. Con này để cho nhau mà cái giá nó là 27 triệu. 27 triệu. Ở đây con Subandit. Con này giá cũng mềm. Con này thì nó sơn cái màu xanh kiểu. Cà vẹt nó cũng đổi sang màu xanh luôn. Đi 15.000 cây. Con này để cho nhau 33 triệu. 33 triệu. Giá rất rẻ. Đi có mười mấy ngàn thôi. Nhưng mà cái màu sơn này thì hơi độc lạ. Bandit thì đâu có màu này đâu. Bandit này nó sơn ấy mà. Sơn 3D. Đấy, nhìn sơn giống tem. Như XS á. Ừ. Con này Bandit nhà lâu lắm mà mới có cái màu này. Bình thường đỏ đen này trắng nọ kia nữa. Đấy, trong này có thêm 2-3 chiếc mới về. Có con gì? CVR à? CVR. CVR 2022. Con này nó là màu đỏ HRC mà dán tem chùm. Dán qua tem này hơi đẹp. Anh em nào không thích thì mình lột ra. Tem zin còn đầy đủ. Đi 8.657 cây. Biển 94 Bạc Liêu. Con này thì sẽ để cho anh em 52 triệu. 52. Đúng rồi. Tem này rất đẹp. Cái mẫu này xe đã qua sử dụng thì đang có giá từ 51 cho đến 54 triệu. Ok. Đấy. Còn xe mới thì nó sẽ là còn 65 nha mọi người. HRC 65 và sau HRC. Con này CVR tiếp này. 2020. Con này biển Đồng Tháp à? Cũng Đồng Tháp luôn. Đi 28.000 cây. Con này để cho anh em 39 triệu. 2020 luôn. Con này nó bị lỗi nhẹ một tí ở đây Việt này. Tem treo đồ. Chóc tem. Móc treo đồ đây mình để đây chắc chỉ có treo đồ trong tem ấy, không té không chảy. Ok. 39 triệu. V3. Rồi 15 V3, con này biển số đúc gầm. Bộ AK. Con này biển Nghệ An 29. Đồ chơi thì có vài món sơ sơ. Con này thì sẽ để cho anh em là 38 triệu. Nó đi được 17-18 ngàn. Xe mới về hôm nay về được 5 chiếc. Ok. Mình chỉ lên lầu anh em hỏi về MT này, hỏi GZ này, FZ này. Điểm danh sơ lại cho anh em TBX nữa. Thì đó có hết luôn. Đầy đủ các mẫu tầm trung. Trên này thì có một số dòng xe đó. Bán quàng bớt này phải đổ quàng dồn cái dòng dồn lên. Dưới kia lên nữa à? Dưới kia lại nhiều. Giờ mình sẽ báo hết tất cả cái khu vực này để anh em tham khảo thôi. Chắc đầu tiên nó là Vision. Con này thì có sẵn hồ sơ rồi. Anh em phải đăng ký này. Yếu bình mất rồi. Con này 2020 đi được 13.000. 41 triệu. Vision thì có mấy con đó, đồng giá để biết dựng đầu dưới. Thôi mình kệ báo lần lượt. Báo lần lượt xuống. Mới đích chỉ còn lại một con duy nhất 22 triệu. Hết bình luôn. Con này chạy hơn 50.000 cây. Biển Bình Dương. Rồi. Yamaha IB 125. Con này thì biển số 66 Đồng Tháp. Để cho anh em 36 triệu. 36. Rồi, GXS thì có một con này nữa. Nó là 26 triệu. Đi hơn 50.000 biển Bình Dương. Rồi, chuyển qua dòng MT này. MT 03 thì MT 15. MT 15 thì có 3 con. Con này thì sẽ để cho anh em là 53 triệu. Đi 9.000 cây.
chung là xe không té ngã, không chảy xước, có lên cảng sau. Rồi. Tiếp theo thì con này. Con này thì rẻ nhất 46 triệu. Và đi 28 ngàn. Biển 79 Nha Trang, đời 2019. Rồi, còn con bên này thì có sẵn hồ sơ, anh em sẵn về ra tên. Đi 8.500 cây, 52 triệu. À, đây có một cái con mà gọi là siêu mềm. Honda RR à? Đâu? CB. CB 125, à, Trung Quốc, hai máy. Đấy. Máy nó thì thôi rồi luôn. Để cho em 15 triệu. 15 triệu. 15 triệu. Hôm bữa có con 17 triệu không bán. Rồi, Benelli thì chỉ có một con này. 302 thì con này nó đã làm máy rồi. Thì giá sẽ để cho anh em là 36 triệu. Ok. Ừ. Rồi, Benelli 251. Có một chiếc đây. Con này sẽ để cho anh em là 30 triệu. Đi 6.000 cây biển Đồng Nai. Rồi, ở đây có đúc 125 ABS. Biển số 47 Đắk Lắk, thì con này sẽ để cho anh em một cái giá nó là 30 triệu. 30. Đây. Xem nào. Con này để cho anh em 27 đi. Ừ, 27 triệu luôn. 27 triệu. Rồi, FZ 25. FZ 25. FZ 25 thì sẽ để cho anh em là 36 triệu. Đấy. Okay. CB 150 CB Venza thì sẽ để cho anh em là 33 triệu. Con này biển Đồng Tháp đi được 29.000 cây. CB 190 thì chiếc này sẽ để cho anh em một cái giá nó là 39 triệu, nó biển 85 của Ninh Thuận. Okay. KTM RC 390 chiếc này thì sẽ để cho anh em một cái giá nó là 59 triệu, biển số Sài Gòn, nó là đời 2016 đấy. Rồi. Đây thì có GZ 125 thì nó là biển số 75 của Huế. Hai lẻ tám máy móc êm ái. Đấy. Con này thì sẽ để cho anh em một cái giá nó là 26 triệu. 26 triệu. Rồi ghép 150 a. Còn 367 cái. Con đầu tiên này thì nó là biển số Đồng Nai 2018. Con này sẽ để cho anh em là 50 triệu. Mấy con này thì máy móc thì đảm bảo anh em hết. Nó chỉ có lệch nhau về xe xấu, xe đẹp, xe đi ít, xe đi nhiều thôi. 50. Rồi. Con tiếp theo này thì nó là 23, đi hơn 20.000 cây. Xe rất đẹp nhưng nó thiếu thùng. Sẽ để cho anh em là 39 triệu. 39. Rồi. Tiếp theo thì 2017, biển số Quảng Nam. Nhưng con này nó chạy đến 81.000 cây. Thì sẽ để cho anh em là 40 triệu. Còn tiếp theo nữa là biển 43 Đà Nẵng 2019. Xe rất là sạch đẹp. Con này 45 triệu. Rồi. Còn kế tiếp nữa là biển số 92 Quảng Nam. Con này 29. Đi hơn 10.000 cây. Rồi. Con này thì giá là 51 triệu. 51. Rồi. Tiếp đến nữa là biển số 62 của Long An. Con này thì sẽ để cho anh em một cái giá nó là 53 triệu. Đấy, 53. Cú trọng lại ghi nhầm 51. Rồi, còn tiếp theo biển 67 An Giang thì con này nó là 53 triệu, xe 29, con này đi có 8.000 cây thôi, xe rất đẹp. À, bữa nhớ con mình có biển Sài Gòn rồi đúng không? Bán rồi. Bán. Hôm qua ông chú ông từ Thanh Hóa ông đi du lịch ông tiện ông mua ông chạy về luôn. À, mua chạy về luôn. Ở đây thì có Fusan 200. Fusan 200 này thì sẽ để cho anh em 35 triệu. Dòng này thì nó sản xuất ở Ấn Độ, xe Ấn Độ sản xuất. Đấy, 200cc. Sạch sẽ, máy móc ok. 35 triệu. Kia còn con bản ABS nữa, 36. Đấy, con này 36. Rồi. Theo cái đường này luôn. Kangoo 250, nó là xe Trung Quốc. Thì con này sẽ để cho anh em một cái giá nó là
20. Visitor 175 xe Trung Quốc sẽ để cho anh em là 13 triệu. Rồi. Phần này thì có đấy nữa. Phoenix. Phoenix 300. Nó là biển số Sài Gòn. Con này để cho anh em 24 triệu. 24. Bốt City 125, nó cũng là xe Trung Quốc, biển 84 Trà Vinh sẽ để cho anh em là 15 triệu. 15. Còn FZ thì còn 1 2 3 4 5 6 6 con, 7 con. 7 con này sẽ để cho anh em đồng giá nó là 22 triệu một xe. 22 triệu một xe. Đúng. Ở đây còn có Vision. Vision một cặp này cũng là 41 triệu một con. Biển 48 Đắk Nông đi 15 ngàn. Biển 71 Bến Tre đi 9 ngàn. Ok. Đấy. KTM RC200. RC200 thì sẽ để cho anh em là 43 triệu. 43 triệu. Rồi, T-Bix thì còn lại 2-4 con. Con đầu tiên này thì nó là biển số 81 của Gia Lai, đi có 6.000 cây thôi. Xe đăng ký lần đầu 2021 luôn, sẽ để cho anh em 40 triệu. 40 triệu. Rồi. Con tiếp theo nó là M-Lat của Thái. Con này thì nó là biển số 94 của Bạc Liêu, đi 25.000 cây, sẽ để cho anh em là 37 triệu. 37, rồi. Màu đỏ. Tiếp theo nữa, biển Quảng Bình, 28. Con này thì sẽ để cho anh em là 37 triệu, nó đi được 7.000 cây. Rồi còn cuối cùng, biển số 68 Kiên Giang, con đấy thì sơn lại dàn áo nguyên con, giá nó mềm, 30 triệu. Đấy. Rồi. Classic thì có W175 này thì sẽ để cho anh em là 36 triệu. Độ phuộc, rồi độ bô, bọng, máy móc thì zin. Còn hai con Ligon kia để cho anh em đồng giá 30 triệu một con. Ligon 150. SUGD. GD110 này thì sẽ để cho anh em 17 triệu. Rồi, phần này thì có XR này. XR có 3 con. Thì có 3 con. Con đầu tiên này thì nó là biển thành phố Bạc Liêu. Biển này thì anh em sang tên về đâu cũng chỉ đóng 1% thuế thôi. Chết nhầm, con này biển 49 Lâm Đồng. Hết xăng, đi 2.500 cây. Con này thì sẽ để cho anh em vào cái giá nó là 69 triệu. 69. Cuối 2022. Rồi, biển thành phố Bạc Liêu kia. Nó đi được 121 cây. Biển thành phố Bạc Liêu mà sẽ để cho anh em là 72 triệu. 72 triệu. Rồi, biển thành phố này. Biên Hòa. Biên Hòa này anh em sang tên cũng đóng 1% thuế. 6.300 cây. Con này để cho anh em là 68 triệu. 68. Rồi. Ở đây có cặp CB. CB 150R thì còn một cặp. Con màu đen đây thì biển 68 của Kiên Giang, nó chạy được 33.000 cây thì sẽ để cho anh em bữa nay giảm xuống là còn 60 triệu. 60 triệu luôn. Anh em đã có CB 33.000 cây. Còn con bên trong kia biển 67 An Giang 67 triệu. Còn đây thì đi khoảng cỡ 5-6.000 cây, 5 hoặc 6.000. Xe rất đẹp. Hai con này đều là 2020 hết. Còn 60, còn 67. CBR Thái thì có 4 con. Màu đỏ như này nó là biển 47 Đắk Lắk, 26 triệu. Con đen đây thì đã có sẵn hồ sơ anh em về đăng ký luôn. Con này thì sẽ để cho anh em là 26 triệu. 26. Con bên này. Con màu đen này thì đang rút hồ sơ, sẽ để cho anh em là 30 triệu. Con này biển số gốc là biển số Nghệ An. Đi 32.000 cây. 32.000. Rồi con đen đây thì đi 18.000. Cũng đang rút hồ sơ. Hết xăng. Thì anh em quan tâm đến chiếc nào thì có thể nhắn tin qua Zalo cho mình. Mình sẽ gửi thêm hình ảnh để anh em tham khảo thêm ha. Rồi, ok. Thì các bạn cần báo dòng nào thì có thể là bình luận bên dưới á. Thì mình quay cho anh em ha. Cảm ơn chị và anh đã xem clip ha. Xin chào.